Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh nha. Wow, hôm nay trời rất là lạnh các bạn ơi. Các bạn có thấy lạnh hay không? Khi mà các bạn thấy mình mặc đồ như thế này, các bạn sẽ tưởng tượng được là nó lạnh như thế nào mọi người. Đây, để chờ một chút xíu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình thấy ở ngoài trời tuyết nó rất là dày, cho nên hôm nay mình quyết định ra ngoài sân chơi snowman. À, làm snowman đâu quý vị. Nè, các bạn thấy không? Đây, đó, một nùi tuyết nè, là mình được làm một con snowman rất là bự. Các bạn, cho các bạn coi xe của mình nè. Trời ơi, mọi người coi xe nè, xe của mình nó đóng tuyết nè. Chắc mình phải lấy cái đồ mình cào xuống bớt. Các bạn coi nè, nó dày quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ cào cái xe mình cho nó lú cái mặt nó ra. Các tội nghiệp nó quá à, nó mất cái mặt luôn rồi quý vị ơi. À, lạnh quá. Bây giờ mình vô mình kiếm cái đồ cào nha. Đó, bây giờ có hai đứa cháu nó cũng ra nó chơi cùng với mình à, để nó ra nó làm snowman đó. Bây giờ mình vô mình sẽ lấy cái đồ cào tuyết à. Hai mọi người nha. Rồi bây giờ mấy con cháu làm. Mình nè Mary ơi. Có cái mình rồi. Bây giờ mình làm tất cái gì nhà? Hả? Bỏ đi xong rồi tới cái gì? Hả? Nghe nữa. Chưa có, để đi, để con bên đi, lát mình bỏ lên sau. Yes. Ừ. Rồi, úp lên. Cái đầu đâu? Đâu? Đó, bỏ đi xong rồi. Thank you.
bé về rồi. Con xúc đây đi, đút cho nó dung lên luôn. Nhiều lên. Ồ. Trên này đi kiếm đồ đây, kiếm giờ làm snowman này. Kìa ra tới kìa. Chưa. Rồi con xúc đi, con xúc đầy đi để cô nện cái đó cho cứng lại. Được không? Con xúc ở trên mặt á. Trời ơi, xúc chi dưới góc bây giờ nặng. Xúc trên mặt thôi. Xúc trên mặt thôi, con xúc phớt trên mặt thôi. Được không? Mệt rồi ha. Tội nghiệp nhỏ. Rồi xong rồi mọi người ơi, trời ơi, chơi con snowman xong bây giờ này tối luôn rồi. Lạnh quá quý vị ơi. Rất là lạnh, tuy là mặc 2-3 lớp vậy nha các bạn. Đó, một con snowman không có lỗ mũi, không có mắt. Rồi, bây giờ đi vô kiếm cái đồ cào xe, cào tuyết cho xe quý vị ơi. Này là ở đây là đã cào rồi, cào xong rồi cái đáy muối rồi cho nên nó không có bị đóng ba, nó không có bị dày ở chỗ cái đường đi á, chứ không thôi là tới lúc mà đi ra là phải cào chết luôn á. Hay à, rồi ô cái nồi bánh tét nó hết nổ rồi. Đây nè quý vị, nồi bánh tét đó. Ôi thở ra khói nè quý vị, ra khói không à. Em phải đút thêm khúc củi vô. Cái gì ơi, bây giờ em sẽ cào tuyết cho xe. Để cái xe nó có mà dày quá cái mời mở nó ra luôn. Mấy người sao lại là tập vô kiến luôn. Các bạn ơi, lạnh quá, bây giờ đi vô thôi, trời, hai cái má nè, nó đỏ lên chân. Ồ, mất cảm giác hai cái má luôn á. Lạnh quá. Cảm ơn cô chú đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Tính là làm đá bào
Nhưng mà tại do không có cái siro cho nên là thôi hẹn bữa khác đi, mày quay tiếp video cho mọi người xem nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye.